Sau đây là kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai ngày 12 tháng 2 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 7. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 4, 8. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2774, 5946, 7270. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 9642. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 74624, 56214, 36980, 39341, 40748, 31672, 72236. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 14149, 86922. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 60486. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00289. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 6, 5, 9, 4, 2, 7. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 6, 5, 9, 4, 2, 7.